Hiếu Nguyễn, không lác mà. Huy Nguyên, anh xem của em bị lác giấc mà. Anh tắt đi, anh vào lại anh. Anh tắt đi, anh vào lại anh ạ. Anh tắt của em đi thôi, anh vào lại. Anh thoát, anh vào lại là nó hết đấy. Lìa. Mấy con vợ này chết thầy ngay, đẩy lên á. Chết ngay anh em ạ. Thầy đạn á. Trần Văn Nam. Chạy ra bờ sông lấy xe chắc anh em ạ. Chạy cái đường chính quy kia mẹ. Nguyễn Quốc Cường. Còn thằng ở dịch trong. Như này không biết bây giờ off team đây. Mình cũng đang muốn giao lưu cả mấy anh em trên live này, đợi hết dịch ấy xong rồi anh em mình kiểu gặp nhau đi làm lồi lẩu. Uầy. Được lồi lẩu ngon ơ. Ok. Em thấy nó rồi kìa. Đúng là mình chạy ra đây, đúng là quả là đúng anh em ạ. Mẹ mày chạy ra đây nhìn thấy con vợ đang nằm ngay. Trời ạ, à, mày nằm đấy với tao à? Chết chưa? Cho mẹ cụ đi chân lạnh toát. Nằm đây với chúng tôi à? Clear cảng 11 kill rồi. Hấp dẫn. Làm trận này 20 kill. Clan anh á, clan anh rồi nghỉ game gần hết rồi em ạ. Clan anh nghỉ game gần hết rồi, còn ai chơi mấy đâu. Game gần hết rồi anh em ạ. Hiếu Nguyễn, bản hàn cấm mà. Anh còn đang định đi vào các clan khác anh đi trộn đi. Đi sang đấy anh đi trú ngụ. Đi lang thang với clan khác nghịch nghịch. Em clan 2 đây à? Nguyễn Quốc Cường, em clan 2 đây. Huyền Đào, em vừa được một mớ rồi. Nguyễn Quốc Cường, lâu lắm không được chơi custom rồi, mặt cười. Yeah. Đuổi tao mày, phải có vợ này. Dám đuổi mình, hư thật đấy. Mày bo khó bắn quá anh em ạ. Bo này top 1 hơi quay. Mẹ em phải check cẩn thận. Đây vẫn trong bo này.
gấu cho em bắn cùng với. Sổ top 1 rồi. Top 1. Mẹ, game dễ nhở. Game bị làm sao nhở. Trời ạ, bắn sướng phết anh em ạ. Trận đầu bắn này phê đấy. Được không anh em? Trần Tuấn, quả bom uy tín anh ơi. Sổ của bom nó cứ phải gọi là đi sâu vào lòng người đúng không anh em? Được. Thả tim anh em, hay thả tim cho em gấu làm mọi người.